Bây giờ lại bài phát hiện bất thằng kia làm gì có tôi đố đấy thằng giờ lại check Ian's because of Viper he very low ranking. I think that Ian's better than where most hands I don't know. No, he pushing right now. Viper he's just pushing right now, but you know the Yan here higher level, higher ranking. So it's focused to higher player. Don't worry, I'm back to what your local Vietnam time and how 1:35 p.m. Ui, nó có hai ác mà em ơi. Nó có một cái ác mini nữa, thực ra không phải là mini, ngày xưa gọi là mini đấy, tại vì là cái deck đấy là deck phụ. Nhưng bây giờ cái ác đấy cũng lên top cao rồi. You stream every season, yeah. You do stream every season and respect you. Thank you, bro. This is my mission because I want to bring the highlight the matchup the last season every season to everyone. Yes, okay, bro. Earthquake! It's perfectly earthquake! And how to connect to Preset Tower? Going at the. What to reshot? Oh my god! Really high prediction. Night Tornado. Cannon here. Okay, it's like. Keep lock. Yeah, of course. Don't try to use Giant Skeleton for defense group, yeah. Yuri Bat. Hello, I'm from Indonesia. Hello, welcome. Yes. Good job, Jens. The last earthquake and lock. Respect. Goblin get enough damage. Last shot from Goblin. Oh, so fun damage. Okay, Ian and Rico. So I think Goblin from Goblin the real smarter on Goblin in the Gavrian. They on way to connect to Princess Tower very fast. That's right. Okay, let's check a Viper in the game. So I think if the next so next balance maybe we will nap. So xa làm gì phải Sugar Goblin em ơi. Không phải đâu. Sugar Goblin nó chơi cái nick kia cơ mà. Melo, you asked for a cancer. Oh my god, this guy. I asked him before 2 years ago, but right now you know he's famous player and he removed me on my on his friend list. Okay, you understand? Furakan from 2K. And also, don't worry, I got two player from 2K with COK. And Jens the Akka. If he a respawn player. I've sitting in Hanoi City, Hồ Chí Minh and Hanoi. Next month, which is one of the best. Actually, I'm living in Hanoi, so I think Hanoi is better than Austria, Hồ Chí Minh. But you know the high. Ho Chi Minh City, I think như nào nhỉ? Ho Chi Minh City. I think Hà Nội City developer than more than Hà Nội.
Trước em thấy được cả thằng cây cây ạ. À. Ui cây cây xưa lắm rồi em ơi. Cây cây từ thời 2019 cơ, 2020 cơ. Hồi xưa là anh kết nối được Facebook đó. Bây giờ Facebook cũng nghỉ rồi. Holy crazy. How can I get one motor? You are deleting my comment. This is not acceptable. What did you mean, bro? I don't understand. Woohoo! Congratulations, Jens. Jens. My friend list asking comment you're getting deleted. Oh come on man, you're wrong. You're wrong because you cannot spend any link on the chat because the rural YouTube, you cannot spend any link. Yes, Gony King, exactly. So let me turn off music. I want to focus the game. Okay, Ogoni King. So how to win, man? Oh my God! It needs one turn boost. When you got the Zion Skaden, you don't care about Sparky. Don't care. Okay, we got a tunnel. Come on, Earthquake. Oh, my friend told me about Gura Remission Museum, Kochi Tunes. Of course, you should to go to visit the Kochi Tunnel. Really good, really good. We have you should. I think you will have more experience about the Vietnam War. In Vietnam War, we have. USA called Cộng sản. So they in Vietnam with the Cộng sản building a road underground. Này hơi khó nói, không biết nói kiểu gì. New pixel emote. Pixel emote at pixel XPL arena. I don't like. VAG. You say your question now. Lobster very expensive, bro. Expensive.
Ashes, delete. Okay, I miss next game. Hey guys, don't forget drop a like. Thank you so much, guys. Ừ, cái ăn thế này mà kêu thấp cả vậy đái luôn. Tám cao năm là cao rồi ấy, gần 8-6 này. Như top 1 đang hiện tại, để mình check xem top 1 bao nhiêu nhé. Tám sáu bốn bốn ôi, SK một ten lên 8-6-4-7 ạ, vãi. 8-6-4-7 thì cắn đây là cách nhau có 100 phút thôi. Vừa top 1 right now ở Moten bro. Top 1. Let me show a little bit the game. Hey guys, don't forget drop a like. Thank you so much, guys. Ôi, thằng Cú Đức lâu không vào xem. Anh hỏi, anh đoán là chúng mày bận học hoặc là bận đi chơi gái nên là không xem có xin của anh. Do you eat sport? No. So my favorite food so wing chicken dryer, fry, sorry, the wing chicken fry, electric chicken fry, like Los De, KFC, Popeye. Mùa đen thất thường lắm em ạ. Có mùa thì bay gió cao, có mùa cứ là đẹp là đẹp. Không phải là đẹp mà là kiểu nó cứ rớp rớp ạ. Rất là lên cao trong livestream nó bị thấp. The deal about me saying what's up, just avoid fancy annoying. Sorry about that because I'm talking and eating at the same time. Sorry about that. But I cannot stop eating. I got that 1, 2, 3, 4, and I want to finish him. Ôi giời, hôm qua trận đam ở Arsenal với lại mùa không xem thì xem trận nào. Bro, do you know where the name of the Octokay top of the right player right now? Sorry, I don't know. When the season will go into at Vienna in 52 minutes. Dấu bài á, dấu bài. Thực ra đồ mùa đã có mấy ông này đâu mà đòi có dấu bài. Chẳng qua là mới thu mua thêm mấy ông này, chẳng gọi là có bài tí thôi. Nhưng mà phải nói một điều, đó là cái mùa này so với mùa trước, Marcus Rashford đã hay hẳn. Phải hay hẳn hơn cả Sancho nữa. Chứ mùa trước mình thấy đã như fail, đúng không? Giống kiểu ông quỷ nhập vậy. Cũng là một điều đó là mùa này Rashford đá rất hay, rất bay. Mặc dù là kiểu cũng thất thường lắm nhưng mà cũng ba trận vừa rồi gần đây nhất là rất bay và tự tin cầm bóng hơn dưới đất.
Ông cỡ ngày hôm qua mình bảo mọi người có thấy Anthony hay không? Mình chưa thấy hay. Mình không biết là tại sao cái thằng cu này lại đóng giá 100 củ. Ra 85 hay 95 triệu nhỉ? Sao lại thường thấy tiền lót tay đấy? Arsenal thì được bơ. Anthony hôm qua được quả mà đập như là đập vào chân chả sút vào. Càng như mà Ian vẫn hăng rồi. Good job Ian. Đánh chân nào. Osama Bin Laden. Who will win? IC Ian có con IC Chris để đăng để băng con Mighty Mai hẳn hơn hẳn con Fire Chris. Fire Chris thì nó sẽ, các bạn biết tại sao không? Nó sẽ gây áp lực tốt hơn. Nhưng mà trong một cái thời điểm nào đấy thì IC Chris lại là một cái thẻ bài tốt hơn. Tuy bạn, các bạn biết là IC Chris. Oh, why I said Mohammed's lie. Isn't playing? No. You don't know. He's playing right now. He's pushing on the. He's pushing with a two account, Lai Brun and Mohamed Lai. You know. For 16-14 phút đây anh em ạ. Time to... hey guys, don't forget to drop a like. Thank you so much. Okay, look. Zion Skelton here. Ooh. Mark Ryder. Oh my god, really good defense. Really good defense. Defense hay quá nhỉ? Một pha anh mà xin còn không bắt được vào trụ nữa anh em ạ. Hay quá. Really good. Ian, he's the best. Crazy defense, very skill. À, hay quá. Hawk Rider, Archer Queen still alive. Damage. Damn. They got a really fast Hawk Cycle. They got a cannon. Thế cái deck lock bet giờ book lên bá cái deck đấy lock bet mà nó ảo bởi vì là các bạn biết tại sao không? Một, nó chính là cái con Mighty Mind. Và hai là cái cycle khi mà có champion deck champion ca. Vamos. Cái deck lockbait khi mà chúng ta còn suy nghĩ là ui nó sẽ có dự thả quân gì đây, trong khi nó đã tỏa thả được cái cycle của nó ấy tận 3 lần Goblin Barrels. Let's go Ian, you can do it. Ôi giời ơi, Flying Machine với Zappi mà bắn mãi không chết con Giant Skeleton. Quá là buồn. So I'm waiting for the Lucas Minister 1. Let's go baby. Let's go baby. One shot Hawk. Oh my god, Hawk. Hawk Rider. GG. Okay, double Giant Skeleton. No, stop Golden Boy, please. 30 seconds left. Oh, 36-37 thắng rồi. 36-37 37 thắng. Đúng rồi. Dựa vào là 38-36 38 người thắng, 39-36.
40, 41, 42, 43, 42, 41 trên 37, 41 tháng. Ông nào có nhiều người xem hơn bây giờ ông ấy thắng. Trận này gay cấn vậy. Congratulations. So let me check leaderboards. We have a 10 minutes left. Lucati Gamer, you can do it. Let's go. And Jan so với top này thì hơi căng nhỉ. Ôi, come on, I don't think the matchup between the Lucati Gamer and Jan. Đừng làm điều dại dột. Okay, waiting for the last matchup between look at the game. Mình vừa nói xong. Cái gì? Tớ thỉnh thoảng em comment không được, còn tưởng là YouTube không cho ghi, không ghi chữ. Thật á? Vãi. Mình không biết là. Ôi ông nào win. Không. Ôi trời ơi, để con. Ôi trời ơi, hai con rồi. Một tay đang nhìn hàng thì chơi á. Thực ra là nếu mà Lucas mà thắng thì Lucas lên top 1, còn Ian mà thắng thì Ulican Ian không lên top 1, phải rằng đang nằm top 3 hay top 2 gì đấy. Toledo, Lucas có Toledo. Yes. Đúng rồi. À không, thực ra Sparky Giant thì vẫn hợp lý. Golem mới là muốn đáng nể. Moten thì trận rồi. Xem thằng Moten đang chơi gì. À Moten trong game rồi, Moten đánh với lại Philly với lại thằng Moten đánh với lại gặp thằng Vero. Moten Vero. Trận này xem nào, thằng Moten dễ thua lắm. Moten dễ thua lắm anh em ạ. Đâu này. Thằng Gian thua mẹ gì Meta absolutely absolutely. Meta còn bây giờ còn nó khỏe mà. Meta nó hợp với lại cái deck của nó. Nên là các bạn thấy tại sao mấy mùa vừa rồi nó đánh ghê không? Chứ thực nói thằng Jayline không toàn diện bằng những thằng khác đâu. Mình phải nói thật mới thắng được đấy. Không thằng toàn diện. Ôi trời ơi. Ôi, tôi chết rồi. Ăn chơi Queen nhảy 3 phát ơi. Tôi chết Lucas rồi. Cái game như quần què vậy. Ôi rồi ơi. Ôi rồi ơi. Đau gì hả thật rồi. Kéo tôi đôi phiên kia. Nhưng mà hơi sớm. Kéo hơi sớm bởi vì bên này nó có con. Đù. Nó có con Giant Skater nó chặn này thì kéo làm gì? Đúng rồi, thằng báo thằng Medfast, deck của Medfast không ăn được cái đâu. Nghỉ ngơi. Ôi, mà con Giant Skater nó chặn như này thì các bạn ăn mắm à? Ui, con Hawk. Ui rồi, Hawk. Ui rồi, Hawk, what are you doing? Ui rồi, Hawk cũng dễ chảy rồi anh em ơi. Hawk, what are you doing? Con Hawk. Hawk nó còn suy nghĩ nó đẩy điều đáng nào đến trời ơi, thực sự là đau ỉa thật sự. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, đó là Hawk mà đặt giữa con Giant Skeleton phía trước ấy, nó thần bí nó bị mắc kẹt thôi. Nên là nhiều pha nó buồn cười mãi cứt. Ui, mong có trận này có. Ui rồi, ôi con Hawk. Ui rồi con Hawk. Ôi, ê, Hawk. Hawk Rider. Ôi rồi, ôi. Con Hawk này buồn. Hawk này là Hawk, vậy là Hawk fake rồi anh em ạ. Bên kia nó có Canon. Bên kia nó có Canon thì nó ăn được. Moten đã ăn lại, anh cũng đã xem đây. Ôi, Moten đã ăn được anh em ạ. Tuy nhiên thì Moten chắc chắn sẽ không ăn được đâu. Ram Rider vào trụ rồi kia, cái anh em kìa, ăn sao được. Moten không ăn được đâu, zip Moten, zip Lucan. Oh my god. Good luck, 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 good luck,
Good luck, Lucas, next game. Một tên lose, Philip. Thời thế thay đổi. Thời thế thay đổi rồi. Ian so one. Ian so one. Lee. Ôi thôi thôi, Ian so one rồi. Ôi mà. Ui, vẫn dối dối thế nhỉ, dối, ui dối, chết mẹ Tornado rồi, lỗi rồi. À, chảy rồi, chảy đi mẹ. Hai thằng top 1, top 2 thua cả hai. Đau lòng. Ui, đau lòng. Ôi trời ơi, đau lòng, chảy rồi. Ôi, trời, Ian top 1 à? Ian top 1, let's go, let's go. Ian top 1. So, 4 minutes left. Oh no, 3 minutes left. Ủa, thằng ngoan.